chương 141 mỗi người sẽ khoảng 3.000 nhé. Lê Văn Vân nhìn về phía giọng nói phát ra, phát hiện chính là vưu trí, không biết tên này quay lại từ lúc nào. Rất nhiều người cũng nhìn sang, trên mặt bọn họ là vẻ cười như không cười. Không đi làm, Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Dân thất nghiệp à, vưu trí diễu cợt một tiếng, hay là để nhiều cản giới thiệu cho cậu, đến Mỹ đoàn ship đồ ăn thì bỏ đi, tốt xấu gì thì trường cấp 3 của chúng ta cũng coi như là một trường tốt, người ship đồ ăn trong lớp cũng chỉ có nhà nghiêu cằn thôi những người khác nghe được lời này trên mặt đều lộ ra ý cười như có như không gương mặt nghiêu cằn hơi đỏ lộ ra vẻ xấu hổ lông mày lê văn vân hơi nhướng lên thản nhiên nói ship đồ ăn thì làm sao tối thiểu thì vẫn nuôi sống chính mình cũng đúng vưu trí nói rồi lại nhìn khương vĩ hỏi khương vĩ nghe tôn húc nói hôm qua cậu tới phỏng vấn ở tập đoàn hãn vũ Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Khương Vĩ, Khương Vĩ gật đầu nói, đúng vậy, thì sao? Cậu khoác lác à, tôi nhớ là câu chuyên sinh, tập đoàn Hãn Vũ chỉ thu nhận sinh viên các trường 985, hơn nữa muốn vào được đó còn khá là khó khăn. Vưu Chí nói, vậy cậu thông qua phỏng vấn chưa? Trên mặt Khương Vĩ lộ ra tia đắc ý, thông qua rồi, thứ hai sẽ đi làm. Lúc này Tôn Húc và Tô Văn tiến vào cửa, anh ta nhìn Khương Vĩ nhói, Khương Vĩ, khoác lác như vậy chẳng có ý nghĩa gì cả chúng ta đều là bạn học cũ công việc của cậu kém một chút thì cũng không có ai kỳ thị cậu ở tập đoàn hãn vũ tôi cũng được xem như là một quản lý nhỏ khá quen thuộc với bên nhân sự ngày hôm qua tôi đã hỏi rồi bên nhân sự căn bản không có người nào đến phỏng vấn tên khương vĩ ha 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 audio điện tử võ tấn bền vưu trí cười ra tiếng người bên cạnh cũng cười theo khương vĩ tức giận đến đỏ mặt anh ta cắn răng nói là tổng giám đốc lôi bân tự mình phỏng vấn tôi nói về khoác lác thì đúng là phục cậu lưu trí nói hồi cấp ba ngày nào cậu cũng chém gió hiện tại vẫn còn có thể khoe khoang như vậy tổng giám đốc lôi là người như thế nào ông ấy sẽ đến phỏng vấn một người chuyên sinh như cậu sao tôi mặt khương vĩ càng đỏ hơn xác thực theo thứ tự mà nói thì việc này quả thật không thể xảy ra ngay cả anh ta cũng cảm thấy kỳ diệu nếu như không phải tự mình trải qua thì bất cứ người nào nói với anh ta như vậy, anh ta đều sẽ thấy đó là khoác lác. Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói, bỏ đi, đừng tính toán cùng bọn họ nữa, một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, nghĩ tới thân phận hiện tại của cậu, tính toán với bọn họ cái gì đây? Khương Vĩ gật đầu, anh ta nhìn tôn hút thật sâu, mong chờ đến thứ hai khi. chương 142 mẹ nó mất máu. Lê Văn Vân mỉm cười nói, đừng để ý đến bọn họ, không có tiền nhưng lại giả bộ giàu sang, chúng ta tự ăn phần mình là được rồi. Nghiêu càn gật đầu, sau đó cậu ta tò mò nhìn về phía Lê Văn Vân, hỏi, đúng rồi Lê Văn Vân, nếu các cậu thực sự không có công việc, chỉ bằng đi giao hàng với tôi đi, để tôi giới thiệu cho cậu. Trong lòng Lê Văn Vân bỗng thấy ấm áp, một xã hội đầy bon chen xô bồ như này, vậy mà Nghiêu Cản vẫn có thể giữ được lương thiện và thuần khiết, quả thực hiếm có. Anh lắc đầu nói, không cần đâu, tôi tự mình làm ăn nhỏ. Mà Khương Vĩ ngồi bên cạnh khóe miệng run rẩy, nếu tập đoàn Hãn Vũ trong lời cậu ta vẫn còn là làm ăn nhỏ, vậy không biết đối với cậu ta cái gì mới là làm ăn lớn đây? Két. Đúng lúc này, của phòng bao bỗng nhiên mở ra, Lê Văn Vân ngẩng đầu nhìn hướng cửa, tại cửa, có một vài bóng dáng xinh đẹp xuất hiện, mà người dẫn đầu chính là Diệp Mộng một thân quần trắng, cô vẫn mang dáng vẻ hờ hững như xưa, đi vào phòng, nhìn thấy Tôn Húc thì mỉm cười nói, tôi mang mấy người bạn nơi khác đến chắc là không sao chứ? hít. Lúc này, trong phòng vang lên tiếng hít khí lạnh, gương mặt mọi người lộ rõ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, người mà Diệp Mộng đưa đến chính là ba người đỗ tịch tịch, Trần Hiểu Nguyệt và Đặng Hân Hân. Bốn người phụ nữ như vậy đứng cạnh nhau, đủ để hấp dẫn ánh mắt của bất cứ người đàn ông nào, kể cả tô văn xinh đẹp nhất lúc này cũng không thể so. Tôn Húc cũng hơi kinh ngạc một chút, sau đó vội vàng gật đầu, đương nhiên là vậy rồi, có nhiều mỹ nữ đến như vậy, cậu xem đám đông ở đây hứng thú đến cỡ nào. Diệp Mộng hơi lộ ra ý cười, sau đó ánh mắt cô dừng lại ở một chiếc bàn xa xa mà chỉ có ba người ngồi, nhìn thấy Lê Văn Vân, ánh mắt cô lập tức ngừng. Lai, đến đây đi Diệp Mộng, đến bên này ngồi, đặc biệt trừ lại chỗ cho các cậu đây. Tôn Húc nói, lần tụ họp này cũng chỉ khoảng 20 người đến mà thôi, Tôn Húc đặt ba bàn, một bàn ngồi 10 người cũng không thành vấn đề gì. Đám người đố tịch tịch cũng chú ý đến Lê Văn Vân đỗ tịch tịch hơi sửng sốt một chút sau đó đi đến trước mặt lê văn vân hung hăng vỗ vào vai lê văn vân một cái rồi nói lê văn vân sao anh cũng chạy tới đây những người bên cạnh đều sợ ngây người bọn họ không ngờ được rằng vị mỹ nữ mà diệp mộng đưa đến này lại quen biết với lê văn vân đặc biệt là đám bạn học nam gương mặt bọn họ lộ rõ vẻ hâm mộ sen lẫn ghen tị chị diệp mộng em ngồi bên chỗ lê văn vân nhé đỗ tịch tịch cười nói với diệp mộng diệp mộng gật đầu sau đó cũng nói với tôn húc bàn bên này hơi đông người rồi tôi cũng qua bên kia ngồi đây nói xong cô đánh tiếng với hai người trần hiểu nguyệt và đặng hân hân một cái sau đó đi sang chỗ lê văn vân kéo ghế ra rồi ngồi xuống mà người ngồi hai bàn bên này đều ngớ ra bốn vị mỹ nữ vậy mà lại chạy hết sang bên chỗ lê văn vân ban đầu bọn họ còn kỳ thị lê văn vân muốn cô lập lê văn vân và khương vĩ nhưng hoàn toàn không ngờ tới lại để cho Lê Văn Vân và Khương Vĩ nhặt được một món hời. Trường 143 anh ta lần nữa nhấn mạnh vào hai chữ làm người. Đúng lúc này Trần Hiểu Nguyệt nhíu mày nói, Lê Văn Vân, chi bằng anh cứ cùng chúng tôi quay về Giang Thành đi, nơi này có nhiều người đối phó anh, ngày hôm qua, cái người Lê Hoán của nhà họ Lê cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Nghe bọn họ nói chuyện khiến Khương Vĩ và Nghiêu Cản có chút mờ mịt, với trình độ của bọn họ đương nhiên không thể tiếp xúc với đám con nhà giàu đỉnh cấp của Lâm Hải đây. Lê Văn Vân khoát tay nói, tôi còn có việc ở Lâm Hải. Diệp Mộng nhìn Lê Văn Vân, không nói thêm câu nào. Vào lúc này, Vưu Trí bưng một chén rượu tiến lại gần, đi đến bên cạnh Diệp Mộng cười nói, ai, lớp chúng ta có hai đóa hoa, một đóa thì đã bị thằng nhóc tôn hút ngắt mất, đóa còn lại thì gả cho người thừa kế đầu tiên của nhà họ Vưu, chúc mừng cậu nhé, ngày mai đã đính hôn rồi. Mà hơn nữa, ngày mai sau khi cậu kết hôn với vưu tường xong, chúng ta cũng xem như thân thích rồi." Diệp Mộng mỉm cười, bưng một cốc nước hoa quả trên bàn lên, giọng điệu không nghe ra là vui hay giận, gật đầu nói cảm ơn. Dần dần, có không ít người không ngừng đi đến chỗ Diệp Mộng bên này, Diệp Mộng cũng gặp một người thì đáp lễ một người, nhưng giọng điệu luôn không mặn không nhạt, trông không vui vẻ lắm. Một lát sau, Vưu Chí cười ha hả đứng dậy, dựa vào người Lê Văn Vân mở miệng nói, đúng rồi, hôm nay người bạn cũ của chúng ta là Lê Văn Vân cũng đến đây. Nghiêu Cần nói rất đúng, chúng ta không nên có thành kiến với cậu ấy. Tuy rằng cậu ấy từng cưỡng gian người khác, nhưng điều ấy không sao cả, cậu ấy cũng đã cải tạo 9 năm rồi, chúng ta cũng nên trao cho cậu ấy một cơ hội làm người. Anh ta lần nữa nhấn mạnh vào hai chữ làm người. Sau đó anh ta đi đến bên cạnh Lê Văn Vân, vui cười hớn hở nói, Lê Văn Vân, bây giờ chắc là cậu không có việc làm đúng không, trước kia cậu là một trong những người có thành tích tốt nhất trong lớp chúng ta, cậu vẫn rất có tiềm năng, có muốn vào công ty của tôi làm việc không? Vưu Trí, cậu cũng tốt quá rồi đấy. Trần chỉ mộng ở bên cạnh mở miệng nói. Vưu Trí cười cười nói, đều là bạn học cũ, săn sóc nhau một chút cũng không phải chuyện gì đáng nói. Dù sao cậu cũng là một phạm nhân, nếu muốn làm một chức vụ có mặt mũi ở công ty, với nhân viên công ty thì không ổn lắm. Công ty tôi yêu cầu phải là cử nhân, cậu cũng không có bằng cấp gì, e là chỉ có thể làm bảo vệ được thôi. Đương nhiên, đều là bản cũ, đãi ngộ cũng sẽ cao hơn những bảo vệ khác một chút, sống ở Lâm Hải cũng không vấn đề gì. Nhóm người đố tịch tịch cùng nhớn mày. mươi 144 vậy anh ta lấy thẻ kim cương ở đâu ra? Nhìn thấy tấm thẻ kim cương này, Lê Văn Vân khẽ nhíu mày. Anh Đại Khái cũng đoán ra được ý nghĩ của Đặng Hân Hân, thấy bản thân anh bị mấy người này nói như vậy có lẽ không thể nhìn vừa mắt mà lời nói của Vưu Trí cũng có chút chọc giận anh. Vừa hay thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải của Lê Văn Vân đang ở trong tay cô, cho nên cô không nhịn được, trực tiếp để lộ tấm thẻ này ra ngoài. Trong lòng Lê Văn Vân cũng không muốn làm lộ mấy thứ này, cái đó có liên quan đến mấy năm là người gác đêm trong cuộc đời anh, đương nhiên, nếu bị lộ ra ngoài cũng không vấn đề gì. Nếu về Lâm Hải, muốn dò la tin tức, để lộ một chút nhanh vuốt cũng không làm ảnh hưởng đến đại cục đương lúc Vưu Trí nói mấy từ thẻ kim cương, cả người anh ta đều phát run. Thẻ của ngân hàng Tân Hải, ở trong đám người giàu có vô cùng thịnh hành, đương nhiên Vưu Trí cũng có một tấm, nhưng mà thẻ của anh ta cũng chỉ là thẻ bạc cơ bản nhất, gửi ngân hàng một triệu là có được. Vưu Trí cũng xem như là người có năng lực, sau khi anh ta tốt nghiệp, dưới sự sắp xếp của dòng họ, tiếp quản tổng cộng 3 công ty, nhưng mà quy mô của công ty cũng không tính là lớn, một năm kiếm được 10.000 đến 1 triệu cũng không có gì lớn mà Tôn Húc đứng bên cạnh trái tim cũng đập dữ dội. Tình huống của anh ta và vưu trí cũng giống nhau, anh ta cũng có thẻ bạc. Xét theo một mức độ nào đó, đây chính là biểu tượng cho việc bước chân vào giới thượng lưu. Ngoài ra, trong đôi mắt xinh đẹp của Diệp Mộng cũng lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn thấy tấm thẻ màu xanh thẳm kia, đầu óc cô hốt hoảng một hồi. Đây chính là thẻ kim cương đấy, ngân hàng Tân Hải phát hành tổng cộng 9 loại thẻ, mặc dù nhà họ diệp bọn họ cũng là một trong những nhà giàu quyền lực của lâm hải cũng chưa từng có được tấm thẻ như vậy cô biết có một người duy nhất có được thẻ kim cương của ngân hàng tân hải là một ông lão đức cao vọng ở lâm hải hơn nữa ông lão kia cũng không phải con nhà giàu thế nhưng ở lâm hải không có một ai dám trêu chọc vào ông ta tất cả mọi người khi gặp được ông ta đều vô cùng khách khí cô không thể ngờ lê văn vân lại có một tấm thẻ kim cương trong tay trong khoảng thời gian ngắn ngủi có rất nhiều dòng suy nghĩ đã nảy ra trong đầu cô. Lê Văn Vân của trước kia sao có khả năng có được thẻ kim cương? Vậy anh ta lấy thẻ kim cương ở đâu ra? Chẳng nhẽ trong tù có một đại ca nào đó đưa cho Lê Văn Vân? Cũng không thể loại trừ khả năng này. Nghĩ rồi nghĩ, đột nhiên cô nhớ đến lần hẹn Lê Văn Vân đến quán uống trà, những lời mà Lê Văn Vân nói với cô. Lê Văn Vân nói sẽ giúp cô, để cô không phải gả cho vưu tường. Ngay lúc đó cô đã nghĩ Lê Văn Vân muốn làm chuyện gì đó phạm pháp, chẳng hạn như chém giết phư tường đủ loại gì đó. chương 145 anh ta cảm thấy đầu mình hơi loạn. Khương Vĩ nghe đến đây, gương mặt tràn ngập tức giận nói, Trần chỉ mộng, cậu đừng có mà quá quát. Hừ, cậu ta vốn dĩ là tội phạm hiếp dâm, làm chút chuyện trộm cắp chẳng phải rất bình thường sao. Trần chỉ mộng khinh thường nói, chuyện cậu ta ngồi tù 9 năm, ai ai cũng biết, cậu ta còn bị đuổi ra khỏi nhà họ Lê, thì làm sao cậu ta có được món đồ đắt đỏ như vậy? Cô ta vừa dứt lời, có rất nhiều người đồng ý, quả thực việc Lê Văn Vân có được món đồ này có chút hơi khó tin. Sắc mặt Khương Vĩ càng tức giận, cậu ta còn định nói gì đó, nhưng cậu ta lại bị Lê Văn Vân kéo tay nói, Khương Vĩ, đừng so đo với loại người như thế, lớn lên vừa xấu lại vừa phì, còn tưởng mình là tiểu tiên nữ, hóa ra cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cậu nói cái gì cơ? Trần chỉ mộng giận dữ nói nếu trước kia lê văn vân nói dáng vẻ an toàn là ám chỉ với cô ta nhưng bây giờ lê văn vân gần như nói thẳng rằng cô ta xấu xí mặt mũi cô ta đỏ bừng ngón tay run rẩy chỉ vào lê văn vân bịch 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 đúng lúc này bỗng vang lên tiếng gõ cửa tôn rút nhíu mày đi qua mở cửa ngay sau đó sắc mặt anh ta lập tức thay đổi vội vàng cúi đầu nói tổng tổng giám đốc lôi đúng vậy ở trước cửa chính là người đàn ông cụt mất một tay Ông ta nhìn thoáng qua Tôn Húc rồi ngạc nhiên hỏi, "Vậy mà cậu lại là bạn học cũ của Diệp Mộng?" Nói xong, Lôi Bân nhìn về phía Diệp Mộng, ngay khi ông ta nhìn thấy Lê Văn Vân, sắc mặt ông ta hơi thay đổi, nhưng mà trên gương mặt cũng không có dao động gì đáng kể, mà nhìn Diệp Mộng tiếp tục nói, "Cháu gái Diệp Mộng là, tiệc đính hôn ngày mai của cháu ta không đi được rồi, vừa rồi ăn cơm với bạn bè ở nhà hàng này, nghe trợ lý của ta nói thấy cháu ở đây, sau đó hỏi qua một chút, nói cháu đang ở bên này họp lớp cấp 3." ta đến đây xem một chút. Diệp Mộng vội vàng đứng dậy, cúi đầu với Lôi Bân, nói tập đoàn Hán Vũ của chú Lôi chắc còn bận nhiều việc, chú gửi WeChat cho cháu một câu là được mà, đâu cần tự mình nói đâu. Lôi Bân cười cười sau đó nói, vậy được rồi, ta không làm phiền mấy người trẻ tuổi các cháu tụ họp nữa. Nói xong, ông ta nhìn sang Lê Văn Vân, lại nhìn sang Khương Vĩ, khóe miệng hơi mỉm cười, nhóc con, đã tỉnh lại chưa? Khương Vĩ vội vàng nói, tỉnh lại rồi. Tỉnh lại rồi. Lôi bân cười nói, tỉnh lại là tốt rồi. Thứ hai nhớ mang báo cáo, chứng minh nhân dân và tài liệu nhận chức. Vâng, vâng ạ, à. nói chuyện với vị xếp tại to mặt lớn này của Lâm Hải, Khương Vĩ vẫn có chút cẩn trọng. Nhưng mà trong lúc cuộc đối thoại này diễn ra, mọi người trong phòng đều há hốc mồm Khương Vĩ thực sự được vào tập đoàn hãn vũ làm việc, hơn nữa còn được vị tổng giám đốc một tay huyền thoại của Lâm Hải này tự mình xác nhận lúc trước Khương Vĩ nói rằng cậu ta được chính tổng giám đốc phỏng vấn, hóa ra không phải là nói dối. Tôn Húc đứng bên cạnh, mí mắt giật lên mấy cái. Anh ta ở tập đoàn Hán Vũ, cũng chỉ tính là một quản lý nho nhỏ, nhưng anh ta nhận chức nhiều năm như vậy rồi, thậm chí còn chưa từng được nói chuyện cùng Lôi Bân mấy câu, Lôi Bân ở công ty, luôn luôn cẩn thận tỉ mỉ, mà vừa rồi nói chuyện với Khương Vĩ lại thân thiết đến kỳ lạ. Audio điện tử võ tấn bền chương 146 sự thay đổi này thực sự quá lớn. Chà, lôi bân vội vàng nói, thằng nhóc này thật thành thực, tôi rất thích người như vậy, thứ hai cậu và Khương Vĩ cùng nhau đến công ty báo cáo đi, về phần vị trí. Ừm, trưởng phòng marketing, lương hàng năm. Nói tới đây, ông ta lặng lẽ nhìn sang Lê Văn Vân, giọng điệu mang theo ý hỏi, một triệu. Lê Văn Vân hơi gật đầu. Trong lòng lôi bân thở vào một hơi, nói, vậy được, lương hàng năm là một triệu, thứ hai cậu mang theo tài liệu nhận chức, đến làm cùng Khương Vĩ. Tôn Húc đứng bên cạnh đã dạy cả người, anh ta ở tập đoàn Hán Vũ cầy cấy miệt mài nhiều năm như vậy, mãi mới có thể leo lên vị trí trưởng phòng marketing, tại sao bây giờ Nhiêu Càn vừa tới đã bằng chức với anh ta. Những người còn lại cũng trợn tròn mắt, con mẹ nó thế mà cũng được sao, ông vừa nhìn người ta một cái, đã cho người ta lương một triệu một năm. Trong nháy mắt, mọi người đều phát điên lên khoảnh khắc lôi bân xuất hiện, tất cả mọi người đều quên bẵng đi chuyện thẻ kim cương của Lê Văn Vân. Thẻ kim cương đối với họ mà nói, quá xa vời, cả đời này của họ cũng không thể có được. Nhưng chuyện của Nghiêu Cần và Khương Vĩ lại xảy ra ngay trước mặt họ. Tập đoàn Hán Vũ đấy, doanh nghiệp mà rất nhiều người cạnh tranh cũng muốn vào. Bây giờ mới dăm ba câu nói, Nghiêu Cần đã vào được, hơn nữa vừa vào tiền lương hàng năm liền lên đến trăm vạn tệ, cùng đẳng cấp với Tôn Húc. Điều này khiến trong lòng mọi người đều tràn ngập hy vọng, họ hy vọng Lê Văn Vân có thể đề bạt họ, hoặc Lôi Bân có thể ngó ngàng đến họ, hoặc là nhìn chúng rồi nhận mình vào. Tiền lương hàng 500 vạn tệ, trong mắt họ có lẽ là mục tiêu phấn đấu cả đời, nhưng đối với doanh nghiệp lớn như tập đoàn Hãn Vũ mà nói, bộ phận quản lý cơ bản phần lớn đều có thể đạt đến trình độ này. Nhưng bây giờ, một người với mức lương hàng 500 vạn tệ đã đứng ngay trước mặt họ, mà nguyên nhân chính là Lê Văn Vân đã hỏi thêm một câu. Hơn nữa chàng trai với mức lương hàng 500 vạn tệ này, vừa nãy vẫn chỉ là một người giao hàng, vừa nãy bọn họ còn coi thường cậu ta. Sự thay đổi này thực sự quá lớn. Họ nghĩ đến Khương Vĩ, đây là người đích thân lôi bân phỏng vấn, mức lương hàng năm của anh ta là bao nhiêu, chức vụ của anh ta là gì. Tôn Húc nghĩ đến một điều, anh ta nhìn Khương Vĩ, trong lòng ngạc nhiên hỏi, chức vụ của Khương Vĩ chắc sẽ không cao hơn tôi đấy chứ. Thế nhưng lôi bân không tiếp tục hỏi những người khác nữa, anh ta mỉm cười, xua tay nói, vậy các người chơi vui vẻ, tôi đi trước đây. chương 147 đồ háo sắc. Tôi biết đếch gì đâu, Tôn Húc càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, anh ta lấy đũa ra gắp thức ăn. Thức ăn vốn rất ngon, nhưng lúc này lại chẳng có vị gì, thậm chí có hơi đắng. Sau một hồi im ắng, mọi người lại bắt đầu bàn tán, như Càn và Khương Vĩ trước kia còn chẳng ai thèm ngó ngàng gì đến, đã bắt đầu có người nâng ly rượu lên chúc mừng họ, thậm chí còn có một vài nữ sinh xinh đẹp đến xin WeChat của Ngưu Càn. Lúc trước, bọn họ thậm chí chẳng thèm đoái hoài đến Ngưu Càn. Thế giới này đều thực dụng. Đương nhiên, vẫn không ai thèm để ý đến Lê Văn Vân, cho dù sau khi tấm thẻ kim cương của anh xuất hiện, đa số mọi người cũng nhận định cách nói của Trần Chỉ Mộng, cảm thấy có lẽ là Lê Văn Vân lấy trộm. Trên bàn chỉ có Đỗ Tịch Tịch nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, hạ giọng nói, chắc chắn lại là chuyện tốt do tên nhãi này làm ra cả Trần Hiểu Nguyệt và Đặng Hân Hân đều biết rõ, dù là Khương Vĩ hay Nhiêu Cẩn thì có thể bước vào tập đoàn Hãn Vũ đều chắc chắn có liên quan đến Lê Văn Vân. Đương nhiên, bọn họ không nói gì. Buổi tụ họp này, sau khi dáng một cái tát trời dáng cho Tôn Húc, thì trở nên tẻ nhạt hơn. Tôn Húc tổ chức buổi tụ họp này, mục đích là vì muốn khoe khoang, thể hiện rằng bản thân sống rất sướng, mới đầu quả thực là như vậy, rất nhiều người ngưỡng mộ anh ta. Nhưng bây giờ, Nghiêu Càn và Khương Vĩ đã trở thành vai chính của buổi tụ họp này rồi. Điều này khiến trong lòng anh ta khó chịu, vốn anh định sau khi ăn cơm xong, buổi chiều lại tổ chức vui chơi tiếp, nhưng bây giờ, anh ta thực sự không còn tí tâm trạng nào cả. Ăn cơm xong, anh ta tự tìm một lý do nói rằng có việc, kéo Tô Văn rời khỏi, người tổ chức bỏ chạy rồi, những người khác cũng tự động mà tản về hết. Nghiêu Càn cũng rất vui vẻ, cậu ta nhìn Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, nếu như không phải anh nhắc nhở, tôi không thể có được công việc này. Nhưng để lần sau tôi lại cảm ơn anh, bây giờ tôi phải quay về báo tin vui cho bố mẹ biết, nếu như họ biết tôi được đến tập đoàn Hãn Vũ làm việc, mức lương hàng năm cao như vậy, thì nhất định sẽ rất vui mừng. Lê Văn Vân mỉm cười. Con người như cần không hề xấu, hơn nữa khoảng thời gian anh quay lại Lâm Hải, cũng coi như ngoài bố mẹ của mình ra, đó là người duy nhất có ý tốt với anh, tiện tay giúp đỡ cũng là chuyện thường tình. Đợi sau khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Đỗ Tịch Tịch mới lườm Lê Văn Vân nói, Lê Văn Vân, nói thật đi, anh với giám đốc lôi có quan hệ gì, người khác không biết thì anh đừng tưởng rằng tôi không biết, nếu như không phải vừa nãy anh nhắc nhở giám đốc lôi, giám đốc lôi vốn không hề nghĩ đến việc cho Nghiêu Cản đến làm việc, khi nhắc đến mức lương hàng năm, ông ta còn lặng lẽ nhìn anh. Lê Văn Vân sờ mũi nói, đừng nói bậy. Diệp Mộng nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, sau đó nói, Lê Văn Vân, nói chuyện riêng với em một chút đi, em có chuyện muốn nói với anh. Đỗ tịch tịch nghe thấy thế, chừng mắt nhìn chằm chằm Lê Văn Vân nói, anh giả vờ thần bí, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tôi phải vạch trần anh. Muốn vạch trần tôi, bây giờ cũng được mà, cô chọn một khách sạn, chúng ta cùng nhau vạch trần. Lê Văn Vân cười hì hì nói. Mặt đỗ tịnh tịnh ửng đỏ, vội vàng chửi, đồ háo sắc. mươi 148 màu đỏ quyền lực, màu vàng sát thủ. Đúng vậy, Bọn họ cảm thấy hai cây đao này là đồ quý giá, không định trả lại cho Lê Văn Vân, thế là định mang chúng đi bán. Vì để bán được cây đao này, họ gọi Ngô Dương người có hiểu biết nhất trong nhà đến. Thế nào, cây đao này đáng tiền không? Ngô Thị Hương hấp tấp hỏi. Sáng loáng, Trần Bát Vận cắm đao vào vỏ đạo, cho mày nói cây đao này bén thì bén thật, nhưng lại được làm ra từ công nghệ hiện đại, chỗ của tôi, chỉ lấy đồ cổ thôi, chuôi đao này nhìn lại có vẻ lâu đời nhưng nếu như nói đáng giá thì có lẽ cũng chỉ đáng vài tệ thôi. Mẹ con Ngô Thị Hương đều ngây người một lúc, Ngô Dương vội nói, ông chủ trần, hay là ông cứ xem tiếp đi, cả đời này tôi cũng chưa từng nhìn thấy một cây đao sắc bén như thế, cắt đá giống như thái đậu phụ vậy. Trần bát vận mỉm cười nói, thế này đi, tôi mua cây đao này với giá 10 vận tệ. Ông làm thế có hơi quá quắt rồi. Ngô Dương nói, cây đạo này kiểu gì cũng phải có giá hơn 10 vạn tệ chứ đúng đấy ông chủ trần ông làm thế có hơi quá quát rồi đấy lúc này một tiếng cười vang lên rồi nói cắt đá như thái đậu phụ nếu như thế thì làm gì có cây nào không phải vũ khí nổi tiếng thế giới đám người nguyễn vũ đồng nhìn về phía phát ra giọng nói phát hiện ngay gần đó một người đàn ông bốn năm tuổi mặc chiếc áo khoác dài cầm một cái lồng chim bước đến sắc mặt của trần bát vận muốn ho khan nhìn về phía người đàn ông trung niên nhưng lại không dám họ ra người đàn ông trung niên hớn hở nói đau gì đưa đây tôi xem nào ngô thị hương nghe thấy thế hớn hở vội vàng đặt cây đau lên ông xem xem người đàn ông trung niên mỉm cười thế nhưng khi mắt ông ta nhìn thấy cây đau ngắn đồng tử của ông ta co lại nhất là lúc ông ta để ý đến một ký hiệu ở trên bề mặt của chuối đao sắc mặt của ông ta liền thay đổi qua mấy phút sau ông ta mới từ từ thở ra một hơi nói đau tốt Vẻ mặt của cả nhà Ngô Thị Hương mừng rỡ, Ngô Thị Hương vội vàng hỏi, cây đạo này có thể bán được bao nhiêu tiền? Bà muốn bán cây đao này, người đàn ông Trung niên đặt cái lồng chim xuống, nhìn Ngô Thị Hương, hỏi kỹ càng. Ngô Thị Hương gật đầu nói, có ý định thế. Nếu như bà muốn bán, thì tôi trả 500 vạn. Người đàn ông Trung niên mỉm cười lên tiếng. Vẻ mặt đám người Ngô Thị Hương đều ngây ra, 500 vạn đối với họ mà nói, thì đúng là một khoản tiền rất lớn. Ở bên cạnh, sắc mặt Trần Bát Vận liền thay đổi, ông ta biết thứ đồ này chắc chắn đáng giá, e là giá cả còn hơn cả thế nữa, nhưng liếc nhìn người đàn ông trung niên, ông ta không dám nói gì. Trường 149 có thể sẽ rất nguy hiểm. Khóe miệng ông ta nhếch lên cười, đi cùng đám người ngô thị hương ra khỏi căn phòng, chợt một tia ác ý lạnh lẽo xoẹt ngang trong mắt. Đương nhiên Lê Văn Vân không biết vũ khí của anh đang bị ngô thị hương đem bán, nếu như biết ngô thị hương chỉ bán với giá 2.000 vạn, có lẽ anh sẽ tức đến nổ mũi mất. Hai cây vũ khí đó của anh, giá trị cộng lại, tuy rằng nhìn trông gần giống với vũ khí của người gác đêm sử dụng, nhưng bản chất khác nhau. Vốn đã khó mà dùng tiền để đánh giá. Đương nhiên, anh cho rằng vũ khí của mình đã mất từ lâu rồi, nên chẳng biết gì cả. Anh lúc này đang được Diệp Mộng chở, Diệp Mộng lái xe rất nhanh, nhanh vun vút trong thành phố, dừng lại trước cổng của một trường cấp 3. Trường cấp 3 thành phố Lâm Hải trường học cũ của Lê Văn Vân và Diệp Mộc, Lê Văn Vân không ngờ rằng Diệp Mộng lại đưa anh đến đây. Xuống xe đi, Diệp Mộng đô xe xong xuôi, nhìn Lê Văn Vân, vẫn là dáng vẻ trang nhã như thế. Lê Văn Vân sờ mũi, bước từ trên xe xuống, sau đó đi theo Diệp Mộng, bước vào trong khuôn viên trường. Trên sân tập, hai người cứ đi như vậy. Giống như thời cấp 3 lúc đó, hồi cấp 3, giờ ăn trưa, giờ ăn tối, họ cũng sẽ đến sân tập đi mấy vòng, lê văn vân sẽ kể vài câu chuyện cười cho diệp mộng nghe chọc diệp mộng cười nhưng bây giờ lại có vẻ cảnh vật không đổi chỉ có người là thay đổi hai người đều không nói gì khá là yên ắng đi được hai vòng sân lê văn vân không nhịn được nữa ho khan rồi nói thật ngại quá diệp mộng bỗng nhìn lê văn vân sau đó bật cười hì hì cô cười lên trông rất xinh đẹp chỉ là cô của bây giờ nụ cười trên gương mặt giường như càng ngày càng ít đi Lê Văn Vân gãi đầu, Diệp Mộng cười một trận, sau đó ngồi bệt xuống đất. Bởi vì Lê Văn Vân đang đứng, nhìn xuống dưới, vừa hay có thể xuyên qua cổ áo, nhìn thấy được chút phong cảnh. Anh không nhịn được mà nuốt nước bọt, trước khi Diệp Mộng phát hiện, liền thu ánh mắt lại. Rõ ràng là Diệp Mộng không phát hiện, cô ngồi trên đất, ôm đầu gối, ánh mắt nhìn về phía xa hỏi, kể về trải nghiệm trong 9 năm qua của anh đi. Lông mày của Lê Văn Vân hơi trao lại, sau đó do dự kể, việc của 6 năm trước, không thể kể cho em nghe, tóm lại anh không bị vào tù, sau này anh bị thương mất trí nhớ, ở Giang Thành đã được một người cứu giúp và kết hôn với con gái của ông ấy, làm một chàng ở rể, cách đây không lâu đã ly hôn rồi. Chuyện này chắc em đã biết rồi. Cho nên, anh bị xử oan thật à? Diệp Mộng lại hỏi, anh không cưỡng hiếp Diệp Hinh chứ? Lê Văn Vân bĩu môi nói, anh không muốn giải thích thêm chuyện này nữa, còn em không tin thì anh cũng hết cách. Chương 150 kẻ ác không lắm lời. "Hả?" Lê Văn Vân ngây người. Anh không ngờ Diệp Mộng đột nhiên nhắc đến chuyện này. Anh chợt quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Mộng, mà mặt của Diệp Mộng ửng đỏ xuống tận cổ. "Lê Văn Vân định nói gì đó?" Thì đúng lúc này, tiếng một loạt xe vang lên. Bên ngoài sân tập của trường học, bỗng có 4 đến 5 chiếc xe đỗ lại. Liên tiếp, cửa xe mở ra, trong xe có hơn 20 người bước xuống những người này hầu như đều mặc đồ màu đen trong tay họ đều cầm theo gây bóng chảy sau khi bước xuống xe bọn họ nhìn về phía lê văn vân lần lượt bắt đầu hùng hổ xông về phía bọn họ đứng đầu là một người đàn ông đầu bóng loáng thân hình vạm vỡ anh ta chạy đầu tiên trong tay cũng cầm một cây gậy bóng chảy sắc mặt anh ta hầm hầm đôi mắt nhìn chằm chặp vào lê văn vân người này chính là diệp kỳ anh trai của diệp mộng đương nhiên diệp mộng cũng chú ý đến tình hình bên đấy lúc mà cô nhìn thấy diệp kỳ sắc mặt cô đột nhiên tái đi thúc giục lê văn vân anh mau chạy đi chúng ta liên lạc qua wechat nhưng vừa nói xong cô lại thấy lê văn vân hoàn toàn không định rời khỏi khoanh tay trước ngực nhìn về phía đám người đang xông đến sắc mặt diệp mộng liền thay đổi vội vàng đứng dậy kéo tay của lê văn vân nói lê văn vân anh mau chạy đi lê văn vân vẫn không hề quan tâm nhìn đám người đông nghịt kia thậm chí anh còn nhếch miệng cười bước chân của nhóm người phía đối diện càng lúc càng nhanh diệp kỳ tức đến nghiến răng nghiến lợi trạng thái toàn thân trở nên căng thẳng cổ tay áo của anh ta được sắn lên tay phải săn chắc siết chặt gậy bóng chày từng đường gân xanh nổi gồ trên cánh tay tốc độ anh ta bước về phía lê văn vân càng lúc càng nhanh lúc này diệp mộng đã sợ tái cả mặt cô quá hiểu tính tình của diệp kỳ cũng thừa biết diệp kỳ căm ghét lê văn vân nhiều đến mức nào Suốt 9 năm nay, lúc nào anh ta cũng nhắc tên Lê Văn Vân. Khi ở bên Diệp Hinh, anh ta luôn miệng nói những câu như tự trách mình không bảo vệ tốt được cho Diệp Hinh. Cô biết, nếu như gặp được Lê Văn Vân, Diệp Kỳ nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Diệp Mộng không biết làm thế nào mà Diệp Kỳ biết được cô đang ở trường, với cả đến đây bằng cách nào, nhưng lúc này cô không còn tâm trí đâu mà nghĩ về những việc đó nữa. Diệp Mộng kéo Lê Văn Vân lại, lớn tiếng nói, "Lê Văn Vân, anh mau chạy đi." chạy nhanh đi. Thế nhưng Lê Văn Vân vẫn đứng yên ở đấy. Anh đã cảnh cáo Diệp Kỳ một lần rồi. Chẳng lẽ anh không có chút oán hận gì với người nhà họ Diệp hay sao? 9 năm trước, nhà họ Diệp đuổi cùng diệt tận anh, cả ông cụ nhà họ Diệp lẫn Diệp Kỳ đều nóng lòng muốn lột ra rút gân Lê Văn Vân. Nếu như không được người gác đêm phát hiện ra, e rằng cả đời này của Lê Văn Vân đã phải chết dục xương trong tù rồi. Bởi lẽ đấy vốn là án tù trung thân mà. Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, cũng không muốn báo thủ bọn họ. Theo lý mà nói, chứng cứ của sự việc khi đó vô cùng xác thực, hơn nữa người bị hại là đứa con trong gia đình bọn họ, họ cho rằng Lê Văn Vân chính là hung thủ, cho nên trả thù anh cũng là chuyện bình thường. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 151 anh, anh theo dõi em ư? Đúng vào giây phút đó, Diệp Mộng cắn chặt răng, đầu óc cô lúc này như nóng lên, không thể nghĩ ngợi gì được nữa cả người tiến lên trước một bước, đồng thời ôm chặt lấy Lê Văn Vân, lấy thân mình che chở cho anh. Diệp Kỳ đã vùng mạnh hết sức, muốn rút tay về cũng không kịp nữa. Nhìn thấy Diệp Mộng, vẻ mặt anh ta đột nhiên biến đổi. Bốp! Ngay tại lúc này, Lê Văn Vân bất thình lình nâng tay, chặn cây gậy bóng chảy đó lại. Diệp Kỳ biến sắc. Đỡ được rồi. Cây gậy anh ta nện xuống như thế, vậy mà lại bị Lê Văn Vân đón được anh ta muốn rút gây bóng chảy về, tuy nhiên, lúc anh ta dùng sức kéo thì lại phát hiện bàn tay nắm chặt lấy cây gậy của Lê Văn Vân vẫn không hề nhúc nhích tí nào. Trước kia khi nghe Bành Tân Khôn nói một mình mày có thể hạ gục hết cả đám mười mấy người bọn họ, tao còn không tin. Bây giờ xem ra, 9 năm rồi không gặp, quả nhiên mày cũng khá lên nhiều đấy. Diệp Kỳ chế diễu hừ một tiếng, bản thân tự giác buông tay ra lùi về sau hai bước. Sau đó lại nhìn sang phía Diệp Mộc, nói, Diệp Mộc, qua đây. Diệp mộng hắng còn đang nhắm tịt mắt, nghe thấy giọng nói vang lên, lúc này cô mới mở mắt ra, phát hiện Lê Văn Vân vẫn đang nhìn mình, trên mặt mang theo nét tươi cười, cười. Đặc biệt là sau khi thấy được cây gậy bóng chảy nọ đang ở trong tay anh, sắc mặt cô lại thoáng run rẩy. Em ngây người ra đó làm gì nữa, mau bước qua đây. Em có biết tên đó là loại người gì không, chính nó là kẻ đã vấy bẩn mộng hình đấy. Giọng nói của Diệp Kỳ phát ra mang theo vẻ giống giận. Anh, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Diệp Mộng vội vã phân bua, hơn nữa cũng đã qua 9 năm rồi. Có qua một đời đi chăng nữa thì cũng không thể xóa sạch được mối hận của anh đối với nó. Nếu không phải tại nó thì Diệp Hinh cũng sẽ không phải mang tiếng xấu, càng không đến mức phải gả cho tên rác rưởi dương sướng kia. Diệp Kỳ nhìn Lê Văn Vân, cơn tức giận nhanh chóng dâng trào trong mắt anh ta, vậy mà em lại còn chạy đi gặp nó. Thằng đó là kẻ thù của chúng ta, kẻ thù của cả nhà chúng ta. Vào lúc này, những người khác cũng xông đến, nhìn thấy Diệp Mộng đang chắn trước mặt Lê Văn Vân, bọn họ bỗng chốc hơi ngơ ngác, dừng ở ngay bên cạnh Diệp Kỳ. "Ha," à, Lê Văn Vân cười diễu. Một tiếng chế nhạo này phát ra, tất cả mọi người ở đây đều nghe được hết. Diệp Kỳ nhìn Lê Văn Vân, giọng điệu u ám, nói: "Thằng nhóc này, mày cười cái gì?" Chương 152 anh muốn giúp Diệp Mộng sao? Khóe miệng Lê Văn Vân khẽ giật trong lòng thầm cảm thán mẹ nó cái chứng cuồng em gái này đỉnh thật sự diệp mộng cắn răng nói anh anh quá đáng lắm rồi đấy anh quá đáng vậy thì em chạy đi gặp nó em có từng nghĩ đến cảm nhận của diệp hinh sẽ như thế nào chưa nó gây ra bao nhiêu vết thương lòng cho diệp hinh em có biết không em làm như vậy em không thấy có lỗi với diệp hinh hay sao diệp kỳ quát đỏ cả mắt sắc mặt diệp mộng thoáng run rẩy cô tin lê văn vân nhưng những người khác thì thế nào? Có được mấy người tin tưởng Lê Văn Vân đây? Về mặt này, quả thật Diệp Kỳ nói rất có lý. Diệp Mộng Nghiên chặt hai hàm răng, nhìn về phía Diệp Kỳ, đáp em về nhà với anh, nhưng mà, chấm ANS cũng phải để cho Lê Văn Vân đi. Diệp Kỳ nhìn chằm chằm vào Lê Văn Vân, thằng nhóc, lần này tao tha cho mày, nhưng tốt nhất là mày nên tìm một nơi mà trốn đi, cả đời này đừng thó mặt ra nữa nếu không thì sớm muộn gì tao cũng sẽ tìm ra mày đấy lê văn vân nhún vai đáp lời diệp kỳ tôi không rảnh mà giải thích với anh nếu như anh muốn đối đầu với tôi thì anh cũng nên tự gánh lấy hậu quả do tôi mang lại đúng vậy nếu là diệp mộng thì anh còn giải thích một câu nhưng về phần diệp kỳ thì lại khác anh thậm chí còn chả muốn nhiều lời với anh ta làm gì anh chỉ ước gì diệp kỳ đến gây chuyện với anh như vậy thì anh mới có lý do để đánh trả Lê Văn Vân nhìn Diệp Mộng một lát, sau đó hơi mỉm cười, nghênh ngang đi xuyên qua đám người ở đây, vừa đi vừa nói, tránh ra nào, tránh ra nào, đừng chắn đường như thế. Diệp Kỳ đứng bên cạnh đã tức đến nổi gân xanh, thế nhưng anh ta vẫn còn một ưu điểm. Đó là một khi đã đồng ý với em gái mình điều gì thì thường sẽ thực hiện được hết. Mặc dù trong lòng vô cùng tức giận đi chăng nữa thì anh ta cũng sẽ không ra tay. Lê Văn Vân đi thẳng về phía cổng trường, không bao lâu sau anh đã nhìn thấy vài chiếc xe con màu đen và xe của diệp mộng đi lướt qua người anh xuyên qua cửa sổ xe anh thấy diệp mộng ngồi trên ghế phó lái diệp kỳ đang lái xe của diệp mộng anh ta điều khiển tay lái miệng vẫn đang nói cái gì đó với cô lê văn vân chợt nhớ lại chuyện khi nãy diệp mộng lấy thân chắn gây cho anh khóe miệng lại hơi mỉm cười anh lấy điện thoại ra tìm số của đặng hân hân rồi bấm gọi rất nhanh sau đó đặng hân hân đã bắt máy alo sao thế cha giúp tôi một chút xem sản nghiệp hợp tác của ngân hàng tân hải ở lâm hải bên này và gia đình nhà họ vưu có nhiều hay không sau đó lại điều tra thêm quyền hạn của tôi có thể cắt đứt hợp tác giữa nhà họ vưu với ngân hàng tân hải hay không lê văn vân dò hỏi đặng hân hân vui vẻ hỏi anh muốn giúp diệp mộng sao lê văn vân gật đầu đáp ừ được tôi đi điều tra ngay đây đặng hân hân gật đầu chương 153 cái quán này vẫn còn mở cơ à? Còn về phần nhà họ Diệp tìm đường thoát bằng cách nào thì liên quan quái gì đến Lê Văn Vân? Bây giờ anh đã làm xong mọi việc, chỉ còn chờ đêm nay nhà họ Vưu bận tối mắt tối mũi, khi đó thì bọn họ còn lòng dạ gì mà tổ chức tiệc đính hôn vào ngày mai được nữa chứ? Đến lúc tạm hủy lễ, lại qua thêm một khoảng thời gian nữa, người nhà họ Diệp phát hiện được nhà họ Vưu xảy ra vấn đề lớn khi ấy bọn họ vẫn muốn gả Diệp Mộng cho Vưu Tường nữa hay sao? Đáng tiếc là, Lê Văn Vân không có cách nào nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác đó của Vưu Tường được. Thế nhưng anh cũng không sốt ruột làm gì, nếu cả nhà của Vưu Tường có một mối quan hệ nhất định với Hồng Nguyệt, vậy thì bên phía Hồng Nguyệt át hẳn sẽ không trơ mắt nhìn nhà họ Vưu ngã xuống. Chỗ nào có Hồng Nguyệt, Lê Văn Vân chắc chắn sẽ tham dự vào. Chuyện liên quan đến người nhà họ Vưu cũng không còn ít nữa. Lê Văn Vân sờ mũi, khóe miệng nhếch lên dáng vẻ tươi cười. Hiện tại có hai chuyện quan trọng nhất với anh. Đầu tiên là thăm dò về tin tức của số 2, tiếp theo là chứng minh sự trong sạch của bản thân. Chính vào lúc anh định rời khỏi trường học, thì một nhóm khoảng 8-9 người lại đột nhiên xuất hiện, đi thẳng về phía anh. Phần lớn người trong số đó đều mặc trang phục của bảo an. Ngoài ra, còn có một người đàn ông đầu hói đeo mắt kính. Ông ta trông có vẻ đã 40-50 tuổi rồi. Hiệu trưởng, Tên nhóc này chính là đứa khi nãy cầm vũ khi đánh nhau với người khác ở sân thể dục. Một người bảo an chỉ vào Lê Văn Vân mà nói. Lê Văn Vân ngây người trong chốc lát, trong lòng thầm bực bội măng một tiếng. Nhóm người diệp mộng lái xe lại có thể thuận lợi chạy đi, giờ chỉ còn mình anh bị bắt lại. Hiệu trưởng của trường đã không còn là hiệu trưởng thời Lê Văn Vân còn học ở đây nữa. Ông ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới Lê Văn Vân, khẽ quát lên cậu là ai chạy đến trường chúng tôi làm cái gì? Giơ hai tay lên, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Hiệu trưởng, tôi đến thăm lại trường xưa mà thôi. Với cả khi nãy tôi là người bị bắt nạt đấy, không liên quan gì đến tôi cả. Lê Văn Vân giơ tay lên, biện minh. Hừ, mau bắt cậu ta lại, dẫn đến đồn cảnh sát. Hiệu trưởng đè giọng, quát. Nhóm người bảo an không chút do dự mà bổ nhào về phía Lê Văn Vân. Lê Văn Vân vô cùng đau đầu, thật sự không thể nào ra tay được với những người này. Anh thở dài một hơi, lòng bàn chân như vừa bôi dầu, thoát cái đã xoay người bỏ chạy. Le, tốc độ của anh rất nhanh, gần như nháy mắt đã xuyên qua đám người đó. Những người bảo an kia ngay cả một góc áo của anh cũng không thể bắt nổi. Lê Văn Vân chạy tới, xoay người nói, hiệu trưởng, người đánh tôi khi nãy là Diệp Kỳ, ông tới nhà anh ta mà điều tra, tốt nhất là tống anh ta vào tù vài ngày luôn cũng được nói xong anh lại xoay người chạy mất người này sao lại chạy nhanh đến thế chứ hiệu trưởng nhìn theo bóng lưng của lê văn vân mắng một câu sau khi nghe thấy tên diệp kỳ nét mặt của ông ta lại hơi thay đổi sau đó nhìn về phía bảo an mà nói đi điều tra một chút đi xem trong trường có bị mất thứ gì hay không còn nữa đừng để lộ chuyện này ra ngoài nhà họ diệp hiển nhiên không phải là nơi mà ông ta có thể trêu vào được Lê Văn Vân chạy ra khỏi cổng trường nhanh như chớp, sau đó mới dừng lại trước cửa. Đột nhiên, anh nhìn thấy một quầy hàng nhỏ đang bày ra bên cạnh, vẻ mặt hơi thay đổi. Chương 154 Không biết thương hoa tiếc ngọc. Buôn bán ở chỗ này, mỗi ngày gặp qua quá nhiều người, đừng nói gì đến người 9 năm trước. Chỗ làm ăn nhỏ lẻ, giá cao quá thì học sinh mua không nổi. Người phụ nữ trung niên trả lời. Lê Văn Vân im lặng một lát rồi lại nói, lấy cho con một cái đi lời vừa dứt ở nơi kế bên anh cũng vang lên một giọng nói trong trẻo dì nguyệt cho con một cái bánh nướng bởi vì giọng nói nghe rất hay cho nên lê văn vân nhịn không được mà quay sang nhìn vừa nhìn một cái anh đã lập tức ngây ngẩn ở phía sau một người phụ nữ xinh đẹp vẫn chiếc đầm màu đen tay ôm sách đang đi về phía anh lúc cô nhìn thấy lê văn vân nét mặt cô chợt ngơ ngác là anh dx giang thành cư xá hoa viên trong nhà nguyễn vũ đồng lúc này ba người phụ nữ ngô thị hương nguyễn vũ đồng nguyễn thị lệ đang nằm trên sofa run cầm cập trên mặt bọn họ toát đầy mồ hôi lạnh nét mặt của nguyễn vũ đồng và nguyễn thị lệ lại càng viết đầy vẻ sợ hãi ngô dương nằm trước tv trong phòng khách ông ta ôm chặt đùi không ngừng lùi về sau toàn thân ông ta lúc này đều là máu đặc biệt là chỗ bắp đùi máu chảy lênh láng cùng lúc đó một người đàn ông trung niên vận áo khoác dài đang đứng trước mặt bọn họ trên tay ông ta là con dao găm bộ dạng trên mặt ông ta vẫn là vẻ hiền hòa bình tĩnh như cũ vẫn không chịu nói ra các người có được hai thanh đao đó bằng cách nào sao ông ta cười híp mắt hỏi đúng vậy khi về nhà nguyễn vũ đồng ông ta đã hỏi đám người ngô thị hương có được hai thanh đao này bằng cách nào ngô thị hương vì tiền tất nhiên sẽ không khai ra tên lê văn vân luôn miệng khẳng định rằng đó là đồ gia truyền sau đó người đàn ông trung niên đột nhiên rút con dao găm ra bắt cái đã đâm liên tục mấy nhát vào người Ngô. Dương, ba người Nguyễn Vũ Đồng bịt chặt miệng, bọn họ không dám nói chuyện, khi nãy lúc bọn họ thét lên, Ngô Dương lại bị đâm thêm một nhát. Toàn thân Ngô Thị Hương đã lạnh run cầm cập, bà ta nói, ông muốn thanh đạo này vậy thì cứ lấy đi, chúng tôi không cần tiền nữa đâu. Giữa tiền và mạng, bà ta cuối cùng vẫn chọn mạng. Trong lòng bà ta lúc này đã căm hận Lê Văn Vân đến chết rồi. Bà ta không ngờ rằng sau khi Lê Văn Vân rời đi, hai thanh đao này lại đem đến cho gia đình bà một tai họa lớn như thế. Hình như bà nghe không hiểu lời tôi nói thì phải, vậy tôi nói như này nhé. Các người có biết hai thanh đao này thuộc về ai không? Người đàn ông trung niên kéo một chiếc ghế sang, ngồi xuống, sau đó vừa đùa giỡn con chim dưới sàn, vừa hỏi. Chúng tôi không biết, toàn thân Nguyễn Vũ Đồng đều đang lạnh run. Người đàn ông trung niên hơi mỉm cười, không biết cũng được, ông ta tiếp tục hỏi. Hỏi các người một lần cuối, hai thanh đao này làm sao mà các người có được nó, nếu như không nói thì ông ta sẽ chết đấy nhé. Chương 155 đúng là hoa hồng đỏ. Lê Văn Vân đang ở Lâm Hải xa xôi, hiển nhiên không biết chuyện gì đã xảy ra ở Giang Thành. Bây giờ Ngô Dương muốn liên lạc được với Lê Văn Vân là tương đối khó khăn, ông ta chỉ có thể đi cầu xin hậu cần thịnh thế. Nhưng vì trước đây không ngừng quấy rối thịnh thế nên từ lâu ông ta đã không muốn nhìn thấy mặt họ. Lúc này Lê Văn Vân đang đứng trước của một tiệm bánh nướng, nhìn thấy người phụ nữ mặc chiếc váy đen đứng trước mặt thì không khỏi ngạc nhiên, sao cô lại ở đây? Người phụ nữ này chính là người mà trước đây anh đã gặp ở quán ba, Trần Phi. Trần Phi ôm sách giáo khoa trong ngực nói, tôi là giáo viên của trường này, còn anh thì sao, anh tới đây làm gì? Lê Văn Vân ho một tiếng, nhíu mày nói, trước đây tôi học ở trường này, muốn về đây xem một lúc. Trần Phi đứng bên cạnh Lê Văn Vân, cô ta hơi xấu hổ nhìn lê văn vân nói này trước đây làm phiền anh xin lỗi nhé trước đây cô ta uống rượu mà tới tìm lê văn vân nên khiến cho vưu chỉ hiểu lầm còn xảy ra mâu thuẫn với những người ở quán ba lưu hỏa khi đó thậm chí cô ta còn nghĩ lê văn vân đã bị thương rất nặng lê văn vân phất tay anh không hề giữ chuyện đó trong lòng trần phi cắn răng sau đó hỏi tối nay anh có rảnh không trước đây làm phiền anh quá tuy anh không sao nhưng chuyện đó là do tôi nợ anh cho nên muốn mời anh một bữa cơm. Tình cờ gặp nhau mà thôi, không cần để trong lòng đấu. Lê Văn Vân bình tĩnh nói. Đúng vậy, người phụ nữ có thể yêu đương được với vưu trí, Lê Văn Vân cảm thấy không cần phải tiếp xúc quá nhiều. Điều này khiến cho Trần Phi sừng sốt. Bất kể khi còn là học sinh ở ngôi trường này hay đã trở thành một giáo viên, cho tới bây giờ đều có không ít người thích cô ta, nếu không bất chấp theo đuổi thì cũng là đi theo lấy lòng. Nhưng người đàn ông trước mặt này, lần đầu tiên gặp nhau trong quán bar dường như anh không hề biết cô ta trước đây khi còn ở quán bar suýt chút nữa là đã dâng người tới cửa rồi vậy mà lê văn vân chỉ mải uống rượu không thèm để ý gì đến cô ta sau khi ra khỏi đó còn muốn cô ta chia đôi tiền thưởng xong rồi từ phía sau một người phụ nữ trung niên đưa một gói bánh nướng nóng hổi đến lê văn vân nhận lấy thanh toán tiền rồi quay sang trần phi bên cạnh tôi đi trước đây để lại wechat đi trần phi cố gắng níu kéo tôi không thích nợ ân tình của người khác không cần đâu sau này cũng không có nhiều cơ hội gặp nhau lê văn vân nói xong không để ý tới trần phi nữa cứ thế xoay người rời đi nhìn thấy bóng lưng của lê văn vân trần phi cắn chặt răng cô giáo trần ơi bà chủ của tiệm bánh nướng hỏi cô thích cậu ấy à mặt trần phi phiếm hồng tôi chỉ gặp anh ta một lần thôi có gì mà thích nhưng mà cảm giác của cô tốt hơn so với lần trước đấy người phụ nữ trung niên cười tôi làm bánh cho cô đây trần phi ngẩng đầu hỏi đúng rồi bà định thu xếp cửa hàng thế nào chắc là hai ngày nữa sẽ đóng cửa thôi người phụ nữ trung niên nói bây giờ mà không có tiền thì làm gì cũng khó trần phi nghiến răng những người đó thật là quá đáng còn cách nào đâu chúng tôi chỉ là dân thường thấp cổ bé họng không tiền không thế chúng tôi vốn tìm được luật sư rồi nhưng mà luật sư vừa nghe nói chúng tôi muốn kiện nhà họ Lê thì lập tức từ chối, không tiếp nhận vụ kiện của chúng tôi. Không thể làm được gì cả, chúng tôi đành phải chấp nhận thôi, người phụ nữ thở dài. Trần Phi mở miệng định nói gì đó nhưng cuối vẫn không thể nói ra lời, Đành Yên lặng thở dài. Một hơi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 156, bao lâu thì đến Lâm Hải? Có theo dõi thì cũng chỉ là ham muốn cơ thể anh thôi, Hoa Hồng Đỏ che miệng cười. Nhìn ánh mắt Lê Văn Vân hiện lên vẻ lạnh lùng, Hoa Hồng Đỏ vội vàng nói, anh đúng là cái đồ trả hiểu ý tứ của người khác gì cả, tôi chỉ đến đến giải quyết chút việc thôi. A, à, sự cảnh giác trong lòng Lê Văn Vân được buông xuống, anh cắn một miếng bánh nướng, hỏi có việc à? Lão già kia dám ra mặt rồi à? Muốn dẫn ông ta đến thì cũng hơi khó. Hoa Hồng Đỏ lắc đầu, tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại tôi nghĩ chắc hẳn anh rất có hứng thú đấy. Hả, Lê Văn Vân nhướng mày. Không nguyệt, theo màu sắc của hoa hồng mà đánh giá đẳng cấp, bài màu vàng là thấp nhất, sau đó là bài màu xanh, màu đỏ và màu ánh kim. Ngoài ra, còn một vài sát thủ hàng đầu không có màu sắc nhất định như chúng tôi. Hoa hồng đỏ nói. Ánh mắt của Lê Văn Vân lướt qua ngực của hoa hồng đỏ, nơi đó có một bông hồng rực rỡ, trông vô cùng bắt mắt. Hoa hồng đỏ chú ý tới vẻ mặt của Lê Văn Vân, nhếch miệng cười đẹp không có muốn tự cảm nhận một chút xem sao không không tồi đầu nha nói xong cô ta còn liếm môi đầy quyến rũ lê văn vân run rẩy anh hung hăng cắn một miếng bánh nướng cố gắng ngăn cản sự kích động trong lòng mình người phụ nữ này vô cùng nguy hiểm tôi sợ có độc bị chúng độc chết luôn đây này lê văn vân vừa nhai vừa nói tôi biết việc phân chia cấp bậc của hồng nguyệt mấy người nhưng cô nói với tôi làm gì phổ cập kiến thức à Tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại, là từ sát thủ đứng đầu trong những sát thủ có thể ánh kim, cũng đứng thứ 19 trong số những sát thủ ở thế giới ngầm, anh ta đang lái xe đến Lâm Hải. Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân, đôi môi đỏ khẽ mở ra. Sau đó thì sao, đến Lâm Hải làm nhiệm vụ, hay là anh ta ngủ với cô mà không đưa tiền, cô muốn tôi giúp cô chém anh ta? Lê Văn Vân hỏi. Vớ vẩn, anh nghĩ Hoa Hồng Đỏ tôi là ai? Từ trước đến nay những người ngủ cùng với tôi đều là tôi cho họ tiền, chưa ai trả tiền cho tôi đâu nhé. Hoa hồng đỏ liếc Lê Văn Vân. Sau đó cô ta khẽ cười, trong tay anh ta có hai thứ, chắc chắn anh sẽ rất hứng thú đấy. "Hả?" Lông mày Lê Văn Vân nhưởng cao, "Cái gì?" "Ba người và hai thanh đao." Hoa hồng đỏ thản nhiên nói, "Ba người, một người là Nguyễn Vũ Đồng, một người là Ngô Thị Hương và một người nữa là Nguyễn Thị Lệ." Chương 157, không thành vấn đề lê văn vân gật gật đầu lúc này hoa hồng đỏ nói mục tiêu của anh là vì hai cây đạo hay là vì muốn cứu vợ cũ của anh lê văn vân suy nghĩ một lúc rồi cười nói kết quả như nhau là được rồi nói xong anh không đợi hoa hồng đỏ lên tiếng liền nói cứ vậy đi nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây nói thật hoa hồng đỏ rất quyến rũ hơn nữa cô ta cũng đang cố tình câu dẫn lê văn vân anh lo là nếu mình còn ở lại đây thì sợ rằng không thể khống chế bản thân được nữa nếu như hoa hồng đỏ không biết thân phận của anh thì không nói làm gì nhưng bây giờ hoa hồng đỏ đã biết rõ anh là ai mặc dù trên danh nghĩa hai người là đang hợp tác với nhau nhưng đối với những người như cô ta thì lê văn vân không thể tin tưởng hoàn toàn có quỷ mới biết hoa hồng đỏ có phải là đang thật sự muốn hợp tác hay không có khi cô ta đang âm thầm lên kế hoạch giết anh cũng nên lỡ như không vượt qua được sự cám dỗ của cô ta đến lúc chết ở trên giường trước lúc chết còn nghe được một tiếng thét phía dưới có độc như vậy chẳng phải là mất máu hay sao nói xong anh không đợi hoa hồng đỏ trả lời đã chuồn đi hoa hồng đỏ nhìn bóng lưng của lê văn vân cô ta nói có tính thách thức cả người tôi đang vô cùng hưng phấn đấy nói xong cô ta liếm liếm đôi môi quyến rũ của mình sau khi rời khỏi đó được một đoạn đôi lông mày của lê văn vân cau chặt lại anh không ngờ rằng cặp đạo của mình lại đang ở nhà của Nguyễn Vũ Đồng. Thế mà trong 3 năm trời anh lại không phát hiện ra. Lúc mà Nguyễn Sơn Nhạc đột nhiên qua đời, kể từ đó Lê Văn Vân không dám chạm đến bất kỳ thứ gì trong nhà. Anh trầm ngâm một hồi rồi nói, coi như là cứu mấy người vậy, Nguyễn Sơn Nhạc cứu tôi một mạng, lần này cũng nên trả lại ân tình này rồi. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại của Lê Văn Vân reo lên, anh lấy điện thoại ra liếc nhìn màn hình điện thoại là Trần Mỹ Huyên gọi đến. Lê Văn Vân nhấn nút trả lời cuộc gọi alo. Giọng của Trần Mỹ Huyên ở đầu dây bên kia truyền đến alo, Lê Văn Vân, tối nay cậu có thời gian không? Lê Văn Vân gật đầu nói có. Công việc ở công ty tôi giải quyết cũng gần xong rồi, tối nay gặp nhau một chút đi. Trần Mỹ Huyên nói tôi muốn mời cậu một bữa. Lê Văn Vân gật đầu, được. Cậu muốn ăn cái gì? Trần Mỹ Huyên hỏi, cậu không cần lo chuyện tiền bạc, Cậu cứ việc chọn bất kỳ nhà hàng nào ở Lâm Hải cũng được Hay đi lao, Lê Văn Vân thử hỏi do Trần Mỹ Huyên hơi ngẩn người nhưng ngay sau đó liền gật đầu Được, vậy 7 giờ tối nay hẹn cậu ở nhà hàng Hay đi lao ở đường Phượng Hoàng Không thành vấn đề, Lê Văn Vân gật đầu nói Sau khi tắt điện thoại, trên mặt Lê Văn Vân xuất hiện ý cười Ấn tượng của mẹ con Trần Mỹ Huyên về anh có vẻ rất tốt Anh nhìn đồng hồ, bây giờ chỉ mới 3 giờ vẫn còn 4 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Lê Văn Vân ăn cái bánh nướng cuối cùng trong tay, sau đó phủi phủi tay rồi đi vào một quán Cyber Cop gần đó. Anh ở đó chơi game đến 6 giờ 30 mới đứng dậy đi ra khỏi quán. Lúc anh rời khỏi quán, vừa đúng lúc có một người tiến vào. Người này cắt kiểu tóc 3 phân, trông có vẻ rất đẹp trai. Anh ta vừa đi vừa nghịch điện thoại, lúc đi ngang qua anh ta, Lê Văn Vân có chút kinh ngạc, anh quay người nhìn kỹ người đàn ông kia, Lê Văn Vân ngạc nhiên không phải là vì sự đẹp trai của người đàn ông kia mà là vì anh cảm nhận được sự nguy hiểm thoát ra từ trên người anh ta. chương 158 sao đi đâu cũng gặp anh thế này. Nhìn thấy chiếc xe vụt qua chỉ để lại một làn khói trên đường, ngô nghiêu ngẩn người. Anh ta hung hăng tát mình một bạt tai, đợi em em, cho mày chơi điện thoại này, chơi điện thoại này. Gặp được người đàn ông đó, chỉ cần lôi anh ta tới gặp sự phụ là mình đã có thể được giải thoát rồi, con mẹ nó thật chứ ngô nghiêu không còn tâm trạng vào quán nữa anh ta cất lại chứng minh nhân dân xoay người chạy về một cư xá anh ta chạy lên phòng của mình vừa bước vào phòng anh ta nhìn thấy một cô gái tóc ngắn rất xinh đẹp đang ngồi trên sofa trên chiếc bàn trà nhỏ còn có một vài món ăn vặt cô ta vừa xem tv vừa ăn quả vặt nhìn thấy cảnh này ngô nghiêu thật sự muốn khóc anh ta vội vàng nói giọng khàn đặc sự phụ cô ăn ít một chút đi con gái mà ăn nhiều quá sẽ mập đấy Tôi đã ăn như thế này 3 năm rồi, anh nhìn tôi có mập không?" Cô gái nhìn anh ta, bình tĩnh nói. Vẻ mặt Ngô Nghiêu như đưa đám, "Đúng rồi, cô ăn như vậy nhưng không mập, nhờ cô mà tôi đã trở thành con đỗ nghèo khổ luôn rồi." "Không phải anh muốn đi cyber cop sao?" Cô gái ngước đầu lên hỏi. Lúc này, Ngô Nghiêu mới nhớ ra chuyện cần nói, anh ta vội vàng nói, "Sư phụ, tôi gặp người đó rồi." Cô gái kia bỏ một miếng bánh vào miệng, nhai nhai đôi mắt lóe lên một tia sắc bén người của hồng nguyệt à không phải là người đàn ông trong bức ảnh mà cô đưa tôi xem là người đàn ông cũng có tôi vừa gặp anh ta ở cybercop ngô nhiêu vội vàng nói cái gì cô gái kia đứng phát dậy anh ấy đâu anh ta đi rồi ngô nhiêu cười khổ lúc gặp anh ta tôi đang chơi điện thoại tóc anh ta dài nên tôi không nhận ra lúc tôi nhận ra rồi chạy đi tìm thì anh ta đã lên xe đi rồi Cô gái có hơi thất vọng nhưng rất nhanh sau đó đã trở nên hưng phấn, hốc mắt của cô gái đỏ ửng lên, tôi biết mà, anh không thể chết được, anh vẫn còn sống. Lê Văn Vân không biết rằng, anh và cô gái anh đang tìm kiếm đã vô tình đi qua nhau. Anh đi taxi đến trước cửa hơi đi lao, trước cửa nhà hàng, người tới rất đông. Lúc anh đến, anh nhìn thấy ở trước cửa nhà hàng có một cô gái tóc ngắn, mặc một bộ đồ màu xanh nhạt, trông cô vô cùng xinh đẹp đó là Trần Hy, con gái của Trần Mỹ Huyên. Nhìn thấy Lê Văn Vân, cô gái mỉm cười rạng rỡ cô ấy lập tức đi qua đó, anh đến rồi. Đây là lần đầu tiên anh nói chuyện với cô ấy, mỗi lần gặp mặt đều có Trần Mỹ Huyên bên cạnh, cô ấy trước giờ cũng không nói chuyện với Lê Văn Vân. Có thể thấy là cô ấy rất sợ mẹ của mình. Ừ, bữa cơm hôm nay thật không dễ dàng gì, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Trần Hy bật cười để lộ hai cái lúm đồng tiền. Cô ấy nói, chúng ta vào trước đi, mẹ của tôi đang trên đường đến đây, đang kẹt xe. Lê Văn Vân gật đầu, vốn dĩ bọn họ muốn đặt một phòng bao nhưng lại được thông báo hiện giờ đã hết phòng, vì vậy đành phải lựa chỗ ở khu đại sảnh. Sau khi ngồi xuống, Trần Hy nói, thật ngại quá, đáng lẽ phải mời cơm anh từ trước rồi mới phải. Nhưng vì công ty của mẹ tôi xảy ra chút vấn đề, bà ấy vừa quay về đã phải xử lý công chuyện, bận tối mày tối mặt nên không có thời gian chương 159 anh ăn cơm với ai thì liên quan gì đến tôi. Bên cạnh Lê Hoán, cái tên Trương Dục kia cũng ở đây, dường như anh ta là một con chó của đám con nhà giàu ở Lâm Hải, hơn nữa còn lấy làm tự hào với thân phận này. Gương mặt anh ta như cười như không, khinh thường nhìn Lê Văn Vân, sau đó lại nói với Trần Hy, em gái Trần Hy, sao em lại quen với loại người này. Tên này là tội phạm cưỡng bức, hơn nữa còn là loại cưỡng bức lúc người ta hôn mê, em phải cách xa anh ta một chút nha nghe thấy lời này sắc mặt trần hy không có nhiều thay đổi chỉ là chép miệng nhìn về phía hai người lê hoán nói anh ăn cơm với ai thì liên quan gì đến tôi thật tình khuyên bảo mà tính khí còn rất lớn không nhìn ra lòng tốt của người khác lê văn vân đứng bên cạnh lại hơi kinh ngạc lúc trương dục nói ra mấy lời này biểu cảm trên gương mặt trần hy không có quá nhiều biến đổi những người trước kia bao gồm cả đỗ tịch tịch khi nghe thấy người khác nói anh là tội phạm cưỡng bức sắc mặt đều thay đổi, hơn nữa rất không tự nhiên, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn không biết nên giao lưu với anh như thế nào. Những Trần Hy không hề như vậy, dường như cô ấy đã sớm biết. Nói chuyện với anh đừng có luôn mang theo gai nhọn như vậy, Lê Hoán cười nói, dù sao chúng ta cũng là người kém chút nữa là kết hôn với nhau, hay là em suy nghĩ lại một chút, em xem, anh thích em, bố anh cũng thích mẹ em, xong hỉ lâm môn đó. Cút đi, hiển nhiên Trần Hy tức giận rồi, trên mặt cô ấy lộ ra vẻ phẫn nộ, hét lên một tiếng. Lê Văn Vân hơi nhíu mày, vừa định mở miệng nói chuyện, đúng lúc này một giọng nói lạnh lẽo vang lên, Lê Hoàn, cậu đừng có quá đáng. Người nói chuyện chính là Trần Mỹ Huyên vừa mới vào cửa. Bà ấy trang điểm nhạt, mặc một bộ đồ công sở, thành thục lại trí thức, trên mặt giường như không nhìn thấy dấu vết năm tháng, nhìn giống như mới 30 tuổi, trong tay cầm một cái túi sách, vẻ mặt lạnh lùng. Lê Hoán quay đầu nhìn bà ấy một chút, vẻ mặt có hơi kiêng rẻ sau đó lại khẽ cười một tiếng, Di Trần, lời tôi nói cũng là sự thật thôi, Di xem, một mình dị mang theo Trần Hy, mặc dù không thiếu tiền nhưng cũng không dễ dàng gì, tâm ý của bố tôi đối với gì mọi người đều rõ ràng, hơn nữa. Nói đến đây, sắc mặt anh ta khẽ đổi, hơn nữa như vậy còn có thể giải quyết vấn đề khẩn cấp của công ty các người, Di gả cho bố tôi rồi, để tôi nói chuyện yêu đương với Trần Hy, Tất cả đều là người một nhà, trên phương diện làm ăn đĩ nhiên cũng không cần phân ra tôi hay gì. Trần Mỹ Huyên lười nói nhảm với anh ta, trực tiếp lấy điện thoại ra. Được rồi, được rồi, tôi sai rồi được chưa? Lê Hoán thấy bà ấy lấy điện thoại ra liền vội vàng nói. Ngay sau đó anh ta lại nhìn Lê Văn Vân nói, Dì Trần, tôi phải nhắc nhở dĩ một chút, tên Lê Văn Vân này là người cưỡng gian diệp hình 9 năm trước, dì vẫn nên ít giao thiệp với anh ta đi. Lê Văn Vân nhíu mày. Trần Mỹ Huyện cười lạnh nói, cậu ấy là dạng người gì tôi hiểu rõ hơn cậu, nhanh chóng tránh xa chúng tôi ra, nếu không tôi lập tức gọi điện thoại cho bố cậu. chương 160 chuyện lần này đến quá đột ngột. Lê Văn Vân sợ ngây người, mẹ nó đúng là một đôi bố con hiếm có. Có điều loại con nhà giàu như Lê Hoàn, nhìn thấy một cô gái đẹp, không cần biết là có đoạt được hay không thì anh ta đều muốn dỗ dành một chút. Trần Mỹ Huyên chừng mắt nhìn Trần Hy nói, Trần Hy, con đừng nói linh tinh sau đó bà ấy lại nhìn Lê Văn Vân, hôm nay không nói chuyện công việc, chúng tôi mời cậu ăn cơm chủ yếu là muốn cảm ơn cậu. Hai người biết chuyện xảy ra 9 năm trước của tôi. 7. Trần Mỹ Huyền lại nhìn Trần Hy, Trần Hy vội vàng lắc đầu, mẹ, lần này con không nói gì cả. Lê Văn Vân giải thích, vừa rồi khi Lê Hoán nhắc tới chuyện đó tôi thấy phản ứng của hai người không lớn cho nên đoán được. Trần Mỹ Huyên kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân một cái, hiển nhiên không ngờ rằng Lê Văn Vân lại có thể thông qua những chi tiết này mà liên tưởng được nhiều như vậy. Có điều bà ấy vẫn gật đầu nói, đúng là có biết, trước kia lúc ở sân bay, cậu nói cậu là người Lâm Hải, đã mấy năm rồi không quay lại đây, con bé Trần Hy này đối với cậu hơi tò mò nên lên mạng tra xét hồ sơ cá nhân của cậu, tìm được tin tức trước đây. Nói đến đây bà ấy cao mày, chỉ là tôi nhìn người rất chuẩn, lúc đầu cậu bằng lòng giúp đỡ hai người xa lạ như chúng tôi, tôi cảm thấy cậu không phải người có thể làm ra loại chuyện này. Tất nhiên tôi cũng chỉ phỏng đoán mà thôi, huống hồ chuyện đã qua 9 năm rồi, tôi không hề để ý đến. Trong lòng Lê Văn Vân vô cùng kinh ngạc. Từ khi anh trở về Lâm Hải tới nay, bất cứ người nào tiếp xúc với anh, biết được chuyện trước kia đều sẽ mang theo thành kiến. Mẹ con Trần Mỹ Huyên, ngoài Khương Vĩ Gia, là người duy nhất không có thành kiến với anh. Trong lòng Lê Văn Vân, hảo cảm đối với hai người lại tăng thêm một phần. Tôi bị hãm hại, Lê Văn Vân giải thích thêm, lần này tôi trở về Lâm Hải thật ra là muốn chứng minh trong sạch của bản thân, kỳ thực hiện tại tôi đã không còn để ý đến những thứ này, chỉ là tôi không muốn bố mẹ tôi phải chịu sự khinh thường của họ hàng. Trần Mỹ Huyên hơi sừng sốt, mím đôi môi đỏ nói, ở Lâm Hải tôi có chút giao thiệp, nếu như cần tôi giúp đỡ có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Lê Văn Vân gật đầu. Đồng thời, một tòa nhà ở nơi nào đó tại Lâm Hải, lúc này trong phòng họp đang có hai ba mươi người ngồi. Vưu Tường cũng ở đây. Chỉ là anh ta ngồi ở vị trí tương đối xa. Người ngồi trong phòng họp đều là trụ cột của nhà họ Lê, hoặc là một số cao tầng của sản nghiệp nhà họ Vưu. Ở chính giữa là ông lão ngồi xe lăn, nhưng dù cho ông ta đang ngồi trên xe lăn nhưng vẫn mang theo tư thái không giận tự uy. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 160